Như vậy là sau 2 tuần chờ đợi thì cuối cùng Đà Phu cũng đã đăng tải tập 71. Mặc dù nó không dài bằng tập trước, thế nhưng nó cũng không hề kém cạnh phần Điên Rồ. Dành cho bạn nào đã quên thì Đà Phu đã tiết lộ rằng kể từ sau tập 70 thì anh ấy sẽ đăng tải những tập phim của mình thường xuyên hơn. Và điều này đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều tập mới trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng đổi lại thì mỗi tập phim sẽ có thời lượng khá ít. Nhưng mà thôi, sao cũng được, miễn có phim coi là vui rồi. Với cái chết của Blanchard Cameraman và Doug Speakerman ở tập trước đó thì mình cứ tưởng rằng diễn biến của tập phim tuần này sẽ khá là chill. Thế nhưng không, thậm chí nó còn ngược lại với những gì mà mình tưởng tượng, bởi vì có nhiều cái chết hơn là mình nghĩ. Đám Skibidi Toilet càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn với gã G-Man và đặc biệt là con Large Mutant Skibidi Toilet vô cùng bá đạo này. Ngoài ra thì tập phim này còn cung cấp cho chúng ta thêm một số thông tin về mối quan hệ giữa đám Astro Toilet và gã G-Man nữa. Vậy thì thực hư là như thế nào? Chào mừng các bạn đến với Benchy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau phân tích và giải mã toàn bộ bí ẩn tập 71 Skibidi Toilet nhé. Các bạn biết tin gì chưa? Phim ngày hôm nay bắt đầu bằng khung cảnh BOV Cameraman đang quan sát Blanchard Cameraman và Doug Speakerman mở cánh cửa đến gặp gã Scientist Skibidi Toilet từ máy tính bảng của anh ấy. Và điều này đồng nghĩa rằng tập 71 này chính là thời điểm song song với những gì đã xảy ra trong tập 70 phần 3. Và đồng thời nó cũng cho chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra khi đặc vụ bí mật hoặc những người lính của anh ta can thiệp vào đường truyền và ngắt khả năng ghi hình của các BOV Cameraman. Và như các bạn có thể thấy ở khung cảnh này thì trên màn hình của chiếc máy tính bảng hiện lên dòng chữ rằng Connection Lost, tức có nghĩa là mất kết nối. Điều này xác nhận rằng không một ai có thể làm bất cứ điều gì về đặc vụ bí mật và cũng không có ai trong phe liên minh đang theo dõi màn hình máy tính biết được về sự thật đằng sau cái chết của Blanchard Cameraman. Sau chuyện này, BOV Cameraman nhìn lên và thấy một trong số những chiếc màn hình nâng cấp của Titan TV Man và nó còn nhanh chóng bị phá hủy bởi một quả tên lửa siêu to khổng lồ của con rocket Skibidi Toilet kia. Và điều này cho chúng ta biết được lý do tại sao màn hình trên vai của anh ấy bị vỡ ở cuối tập 70 phần 3. Titan TV Man nhanh chóng nhặt lấy chiếc màn hình đó và đặt lại trên vai của mình. Điều này chứng tỏ rằng hệ thống phản lực của nó đã bị phá hủy và không còn tự hoạt động được nữa. Nếu còn nhớ thì trước đó chúng ta đều biết rằng mỗi chiếc màn hình TV của Titan TV Man đều là một nhân cách riêng biệt và hiểu theo một nghĩa nào đó thì nó chính xác là một nhân vật riêng biệt. Và với việc này thì có lẽ là chiếc màn hình đó đã hy sinh trên chiến trường. Mình hy vọng không phải là như vậy. Sau khi nhặt chiếc màn hình lên và rồi Titan TV Man có lẽ đã rất tức giận và anh ấy chửi thề một câu với con rocket kia rằng "You're so fucking dead." Dịch ra có nghĩa là mày chết mẹ mày rồi. Sau đó, BOV Cameraman nhìn sang phía bên phải và lần này hai bệ phóng tên lửa khổng lồ khác không biết từ đâu xuất hiện và đồng thời giải phóng hàng chục quả tên lửa đến vị trí của các Titan. Thế nhưng nó không phải là vấn đề, bởi vì chỉ với một cú chém gió của Titan TV Man thì anh ấy đã quét tan những quả tên lửa kia và làm chệch hướng nó đi, qua đó đảm bảo được sự an toàn của bản thân và hai người đồng đội của mình. Thế nhưng BOV Cameraman của chúng ta thì không may mắn tới như vậy, vì một trong số những quả tên lửa đã bị chệch hướng bay thẳng lại vị trí của anh chàng này và rồi sau đó kết cục như nào thì ai cũng biết. Mình cũng chả biết phải nói gì vì nó vừa hài hước mà cũng thấy tội cho BOV Cameraman. Sau khi ra đi thì vai trò của BOV Cameraman được chuyển sang một người khác và lần này người đó cũng đang quan sát những gì đang diễn ra thông qua một chiếc máy tính bảng. Biết được rằng người đồng đội của mình đã chết do ăn một quả tên lửa thì BOV Cameraman ngước nhìn lên bầu trời và trước mắt anh ấy là những vụ nổ điên cuồng và đó chắc chắn là do những quả tên lửa của đám Skibidi Toilet kia vừa mới tạo ra. Vị trí đứng của anh chàng này là đằng sau ngọn núi mà ba Titan của chúng ta đang chiến đấu với đám Rocket Skibidi Toilet. Điều này cũng chứng tỏ rằng quy mô của cuộc chiến này đang lớn như thế nào, vì bây giờ ở trên mọi ngóc ngách và trên mọi nẻo đường đều có mặt những thành viên của phe liên minh. Bởi chỉ vài giây sau đó thôi thì chúng ta được thấy những chiếc phi thuyền của họ được cử tới đây và điểm nhấn trong khung cảnh này đó chính là một thanh niên Speakerman đang chạy như thể một đứa trẻ trong đêm 30 Tết vậy. Đối với những ai đã xem xong tập phim này rồi thì cũng biết đây có lẽ là điệu nhảy cuối cùng của anh ấy. Ngoài ra, bên cạnh Speakerman thì đó là một upgrade normal cameraman mà Đà Phu đã đăng tải vài tấm ảnh leak vào vài ngày trước đó. Hơn nữa, các đặc vụ có lẽ đã đến đây từ khá lâu vì nhìn vào khung cảnh xung quanh họ thì họ đã dọn dẹp nơi này bởi có khá nhiều xác của những con Skibidi Toilet và các medic cameraman thì đang cố để sơ cứu cho những người bị thương. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy một nhóm các cameraman khác đang thảo luận về vấn đề gì đó ở phía sau. Và đáng chú ý là trong nhóm này có một cameraman được trang bị full những nâng cấp mới và ba người còn lại là hai cameraman và một large cameraman thì không. Có lẽ là họ là những người đã chiến đấu ở đây từ rất lâu và không có cơ hội để trở về căn cứ để nhận những nâng cấp mới. Và việc họ đứng đây nói chuyện với cameraman được trang bị full gear kia là để giải thích cho anh ấy hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây trước khi quân tiếp viện tới. Và ngay sau đó, một chiếc camera helicopter đột nhiên rơi xuống và phát nổ nhẹ. Và chúng ta có thể thấy một chiếc medic cameraman nhanh chóng chạy tới để giúp đỡ. Và đây cũng là lúc mà tập phim thực sự bắt đầu.
POV cameraman tiến tới vị trí bên trái, nơi mà một upgraded normal cameraman đang đứng. Và nếu để ý thì các bạn có thể thấy chiếc khóa cửa điện tử đang xuất hiện trên cục đá này. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng đây là một lỗi gì đó, thế nhưng khi suy nghĩ lại thì không phải như vậy đâu. Bởi vì đây chính xác là một cánh cửa lớn. Anh chàng cameraman này cũng khá là thông minh, và với việc chỉ tay xuống để chứng tỏ rằng anh ấy biết đang có thứ gì ở dưới. Và ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển và sụp đổ xuống, buộc cho cameraman này phải kích hoạt bộ phản lực của mình và bay lên cao. Từ từ ở dưới đất, hai con helicopter Skibidi Toilet chở một cái thùng container bay đi. Và tất nhiên là các đặc vụ đang có mặt ở nơi này cũng không muốn chúng thoát đi bằng mọi giá. Vậy nên, họ đã dùng những khẩu súng laser nâng cấp và bắn phá. Thế nhưng, điều không may là chiếc container này quá chắc chắn và không có một chút gì gọi là bị hư hỏng sau cuộc tấn công đó. Mình thực sự khá là tò mò về thứ mà đám Skibidi Toilet này đang che giấu ở trong chiếc container đó đấy. Sau khi đám Skibidi Toilet bỏ đi, POV cameraman nhìn sang bên phải, nơi mà những chiếc camera helicopter đang đứng. Có vẻ như họ cũng đang nghĩ rằng có nên đuổi theo nó hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì mặt đất lại tiếp tục rung chuyển và mọi đặc vụ tiếp tục dồn sự chú ý của mình xuống căn hầm. Và chỉ vài giây sau đó thôi, gã trùm duy nhất còn sót lại của phe Skibidi Toilet, G-Man, bước ra khỏi nơi ẩn náu của mình và nhanh chóng gã ta biến tất cả mọi thứ ở đây trở thành nghĩa địa với tia laser cực đại siêu khủng bố của mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì POV cameraman vẫn sống sót được qua vụ nổ laser đầu tiên. Nhìn vào gã ta thì thực sự mà nói, mình không thấy được sự hoảng loạn nào cả. Bởi vì nhiều người sẽ nghĩ rằng với cái chết của Scientist Skibidi Toilet thì chắc chắn là G-Man sẽ khá là sợ hãi đúng không? Thế nhưng ngược lại với điều đó thì gã này lại cho chúng ta thấy một bộ mặt lạnh lùng tới đáng sợ với những món vũ khí vô cùng tối tân của mình. Theo mình nghĩ thì khả năng cao là G-Man không thích sự tồn tại của Scientist Skibidi Toilet. Vậy nên, việc nhà khoa học điền kỳ bị giết chết lại là vô tình trở thành một điều hay ho mà G-Man muốn. Có thể là việc tạo ra quá nhiều G-Man clone đã khiến cho G-Man thật cảm thấy khó chịu. Và đó chính là lý do tại sao mà trong tập 67 phần 3, con G-Man này đã bỏ chạy một cách quyết đoán. Chúng ta sẽ nói điều này nhiều hơn ở cuối của video và nó khá là liên quan đến mối quan hệ giữa gã ta và đám Astro Toilet đấy. Vậy nên, hãy đảm bảo là xem hết video để không bỏ lỡ điều gì quan trọng nhé. Sau khi POV cameraman xoay sở và sống sót sau pha nã laser của G-Man thì anh ấy đã quan sát được toàn bộ những gì đã diễn ra sau đó. Và nó thật đau buồn bởi vì thứ mà anh ấy thấy được đó chính xác là những cái chết của những người đồng đội của mình. Các camera helicopter lần lượt phát nổ bởi tia laser, những cái xác của các upgraded normal cameraman nằm vương vãi khắp nơi trong khung cảnh này, thì chúng ta có thể thấy sự quay trở lại của một nhân vật đã bị đấm tơi bời trước đó. Chính xác là con DJ Skibidi Toilet đang trưng ra vẻ mặt sợ hãi với chiếc kính râm trên gương mặt của mình. Bằng một lý do nào đó mà sau khi bị con Astro Toilet bẻ đôi ra thì nó vẫn còn sống. Sau khung cảnh này thì chúng ta được thấy một con Large Mutant Skibidi Toilet xuất hiện. Và các bạn có thể thấy phong thái và dáng đi của con quái vật này rất chi là tự tin. Nó cầm một Medic Cameraman và dùng bàn tay cưa của mình để kết liễu anh ấy một cách không thương tiếc. Thậm chí là nó còn có thêm một khẩu laser được gắn trên chiếc bàn tay cưa đó nữa. Và thú thật là con Large Mutant Skibidi Toilet này quá là hoàn chỉnh để chiến đấu. Ngoài ra thì ở đằng sau lưng của nó có thêm hai thanh katana bắt chéo, khiến cho nó trở nên vô cùng tối tân. Mình nghĩ rằng con này hoàn toàn có khả năng cần được 3-4 upgraded Large Cameraman luôn chứ chẳng đùa, vì nhìn trang thiết bị của nó chiến như thế này cơ mà. Ngay sau khi làm gỏi xong những cameraman đang có mặt ở đây thì nó nhìn vào G-Man và G-Man hoàn toàn bị quyến rũ bởi con Large Mutant Skibidi Toilet này. Gã ta đáp lại ánh nhìn đó bằng hai cái đá lông mày như thể muốn nói rằng là ngầu đấy anh bạn, và rồi sau đó ngắm nhìn theo cặp mông của người đồng đội của mình bay đi. Ngay đâu đó có mùi dầu ăn ở đây, và nếu như gã Scientist Skibidi Toilet còn sống thì chắc chắn gã ta sẽ cảm thấy cực kỳ điên máu và bị ghen tị khi mà G-Man lại bị thu hút bởi một ai đó khác. Buồn cho gã ta, nhưng mà thôi, chết rồi thì không có quyền công dân nữa. Và những bằng chứng trong tập phim này cũng đang dần chứng minh rằng G-Man cũng không thích sự hiện diện của lão già kia cho lắm. Ngoài ra trong khung cảnh này thì các bạn có thể thấy những con Mechanic Skibidi Toilet xuất hiện trong tập 68 phần 2 đã thoát ra khỏi căn hầm và nhanh chóng bỏ chạy. Và điều này đồng nghĩa rằng G-Man vẫn cần tới sự trợ giúp của chúng, và chắc chắn là bọn chúng vẫn còn nhiệm vụ chế tạo ra những món vũ khí cho phe Skibidi Toilet sau này. Và ngoài ra thì con DJ Skibidi Toilet cũng đang cố gắng chạy trốn và giữ cái quẹ của mình. Thế nhưng nó khá là hài hước bởi vì sau khi bị bẻ đôi bởi Astro Toilet thì giờ đây theo đúng nghĩa đen là con này chỉ còn mỗi cái nịt trên người, thậm chí đến cả bộ phận phản lực cũng không còn và chỉ có thể chạy bộ như thế này, trông khá là đáng thương. Dù sao thì nó cũng đã thoát thân được rồi và mình nghĩ là trong tương lai nó cũng sẽ quay trở lại vô cùng mạnh mẽ đấy. Nhưng là với vai trò nhân vật được Dafu tạo ra làm nên thì kiểu gì nó cũng sẽ bị giết một cách dễ dàng bởi ai đó mà thôi.
Và sau khi mọi thứ bị phá hủy thì G-Man nhận thấy rằng BV Cameraman vẫn còn sống, và như một lẽ thường tình thì gã ta liền kích hoạt tia laser của mình để kết liễu anh chàng. Thế nhưng nó không đủ để phá hủy anh ấy ngay, mà BOV Cameraman vẫn còn sống thoi thóp để nhìn thấy những chi tiết quan trọng cuối cùng. Đó chính là sau khi G-Man rời đi, con Astro Toilet đã đến đây và nhìn xung quanh và rồi đuổi theo anh ta ngay lập tức. Mình không biết rằng Astro Toilet này muốn làm gì, thế nhưng có thể có hai khả năng. Một là nó đang muốn theo dõi gã ta, giống như cái cách mà nó đã làm với Titan TV Man trong tập 68. Và hai là nó muốn kết nối với G-Man để cùng nhau hợp sức chống lại phe liên minh. Nhưng mình nghĩ khả năng này khó xảy ra, bởi nếu còn nhớ thì G-Man và đám Astro Toilet này không hòa hợp với nhau cho lắm. Mình sẽ lên một video và nói về điều này nhiều hơn. Tập phim vô cùng chất lượng và nó cho thấy rằng trận chiến này không đơn giản là kết thúc đâu, bởi vì G-Man vẫn còn đó và gã ta đang cực kỳ điên máu với những nâng cấp của mình. Và nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.